Hôm nay cửa hàng em lại giới thiệu mọi người hai cái con máy thổi lá các bác nhé. Hai máy thổi lá thì như em vừa có test cái tiếng nổ nó đấy các bác thấy này, cái tiếng nổ rốt đa rất là êm nhá, rất là êm các bác ạ, cực êm luôn. Đây, hai con máy này là hai con máy Echo các bác nhé, hai con máy Echo, máy cực kỳ đẹp luôn ạ, máy cực kỳ đẹp, máy còn zin nguyên bản. Đây là con không có trợ lực này. Còn số 2 này là con có trợ lực các bác nhá. Con có trợ lực. Thì đây, các bác có thể thấy cái phần ống cần nó này, nó rất là dài ạ. Nó dài được tầm 70 phân cho các bác nhá. Xem nào. Đo xem. 40 tầm 80 phân các bác này, 80 phân ạ. Đây. Trên cái ống cần nó còn có cái chữ Echo nhá, thương hiệu Echo. Thì như các bác biết rồi, những cái thương hiệu máy cắt cỏ Nhật Bản thì nó chạy rất là ok luôn nhá. Máy móc nó chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ này. Đấy, mùa lá rụng này các bác có thể mua những con máy thổi lá này hay thổi bụi này về mình dọn dẹp sân vườn nhà mình, hay là mình thổi những cái sân cỏ, sân đá bóng các kiểu rất ok luôn ạ. Sân trường. Cực kỳ máy này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhá các bác nhá. Đấy, hai con này là động cơ nó là 24cc, chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho các bác luôn. Chạy các bác có thể chạy trong vòng một ngày giỏi hết tầm lít rưỡi xăng. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu và bền bỉ này. Đây, con số 2 này con có trợ lực nhá. Con số 1 này con không có trợ lực. Đấy. Thì Đấy. Đây là cái phần buồng gió của nó các bác này. Máy này trọng lượng khá là nhẹ nhá. Thì cái máy này trọng lượng của nó rơi vào tầm 4kg các bác này, 4kg rưỡi thôi ạ. Rất là nhẹ, mình có thể cầm một tay thổi lá. Rất là gọn so với các bác nào mà đi mình quét sân trường hay là quét những cái cuối thì rất là đau lưng các bác. Máy rất là đẹp đó. Rất là đẹp nhá. Đấy, hai con Echo này, máy Nhật zin nguyên bản này. Đây. Rồi, thì các bác nào mà quan tâm đến sản phẩm thì các bác có thể liên hệ số điện thoại 0976123320. Em sẽ tư vấn thêm sản phẩm. Hai giá hai con máy này đều là 2.100.000 bao ship này, 2.100.000 bao ship cho các bác nhé. Đó, giá mình mua một con máy Nhật này chạy cực kỳ bền. Cái thứ hai là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu cho các bác luôn nhé. Giá là đều là 2.100.000 một con có trợ lực và một con không có trợ lực. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người.